Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến shop của em Thái để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây quý vị ơi. Vừa làm ra quay giới thiệu liền nhưng quý vị. Cây cũng đẹp đẹp không đây ha. Đây, chào Thái. Dạ, chào chú Tấn, chào cô chú anh chị. Hôm nay con mới vừa làm xong một số phôi mai để lên giao lưu với cô chú anh chị. Hình thức bên con vẫn là bao sóng bao ship. Địa chỉ của con là ấp An Cư, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại con có ghim trên tiêu đề. Để không bị trùng clip, con bắt đầu vô mã tiếp theo là mã số 1. Rồi, đầu clip hôm nay là số 1. Hoành 18, hoành gửi tính 18 của anh. Rồi. Để đây quý vị. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã số 1 giao lưu giá 108. Rồi, xuống cây 108. Rồi, tiếp tục. Mã số 2, chiều cao 35. Hoành eo 19 hoành. Rồi, 19 hoành. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã số 2 giao lưu giá 107. Rồi, xuống cây 107. Mã số 3, chiều cao 30. Này quái đấy, đo chắc chưa đầy. Hoành eo đo dưới đây là 16 hoành. Rồi, cái này bẻ ngặt nha quý vị. Đó. Vì nghiên cứu kỹ em này ha, độ ngặt nó có nè. Giao lưu như em. Dạ, mã số 3 giao lưu giá 220. Rồi, 220. Rồi. Dạ, yêu thương luôn. Mã số 4, chiều cao 30. Hoành eo 15 hoành gửi tính 15 hoành. Này có hai cái chân chồng trước luôn. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, mã số 4 này giao lưu giá 250. Rồi, xuống cây 250. Mã số 5, chiều cao 70. Hoành eo 19 hoành. Rồi, hoành 19 nè quý vị. Rồi, để đây. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã số 5 giao lưu giá 203. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 6, chiều cao 70. Hoành eo 21 hoành. Rồi, tay cành đặt luôn rồi quý vị. Rồi, để đây rồi quý vị. Rồi, giao lưu như đem. Dạ, mã số 6 giao lưu giá 208. Rồi, xuống cây 208. Mã số 7, chiều cao 60. Hoành eo 20 hoành. Rồi, hoành 20. Củ đế bị chản luôn rồi quý vị ơi. Rồi, giao lưu bao nhiêu đem? Dạ, mã số 7 giao lưu giá 300. Rồi, xuống cây luôn 300. Mã số 8, chiều cao 70. Hoành eo 21 hoành. Rồi, 21 hoành quý vị. Tay cành lực nè ha. Rồi, củ đế luôn đây quý vị. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã số 8 giao lưu giá 270. Rồi, xuống cây 270. Mã số 9, cái này bẻ cũng ngặt quá đây quý chiều vị. Cao 50. Hoành eo con đó đây là 16 hoành. Rồi, trên ha, 16 chứ dưới là bự lắm quý vị, bẻ cái con này ngặt quá ha. Mấy này là bị kiến đen nó cắn nó da nó vậy. Rồi. Rồi, giao lưu như đem. Dạ, mã số 9 giao lưu giá 300. Rồi, xuống cây 300. Rồi, mã số 10. Chiều cao 40. Hoành eo 19 hoành. Rồi, để luôn đây quý vị. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã số 10 giao lưu giá 300. Rồi, xuống cây luôn 300. Mã số 11, rồi, 11 này chiều cao 30 nha. Hoành eo đó đây là 16 hoành. Ở dưới thì được chản luôn. Dưới đây vừa chản. Cái cục này bị chản cái gì nè, tay bỏ đâu hết ha. Nắm tay. Bẻ ngặt ha.
nách thì nó cũng lên ha. Rồi giao lưu như em. Dạ mã số 11 giao lưu giá 450. Rồi 450 cái cây đẹp quá. Mã số 12 chiều cao 50. Quành eo 17 của anh. Rồi để đây quý vị. Rồi giao lưu như đây. Dạ mã số 12 giao lưu giá 190. Rồi 190 quý vị. Rồi xuống cây luôn. Mã số 13. Rồi lên luôn. Chiều cao 60. Hoành neo 19, hoành gửi tính 19 của anh. Rồi 19 của anh. Rồi để đây quý vị. Đây này nó cũng có cuộn con quái qua này quý vị ha. Rồi giao lưu như đem. Dạ mã số 13 này giao lưu giá 250. Rồi xuống cây 250. Mã số 14 chiều cao 90, hoành eo 24 hoành. Rồi 24 hoành nè quý vị. Tay cành cũng bự bự ha, cũng khá cành quá nè quý vị. Rồi để đây, để cộng lực không đây quý vị ơi. Đó, rễ chòm hai bên có đủ ha. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ mã số 14 giao lưu giá 320. Rồi xuống cây luôn 320 quý vị. Mã số 15 chiều cao 70, hoành eo đo ngay đây là 20 hoành. Rồi 20 hoành, tay cành đều luôn. Rồi để đây quý vị. Để chồm đầy đủ ha. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ mã số 15 giao lưu giá 320. Rồi 320. Mã số 16. 16 rễ quái. Chiều cao 30, hoành eo đo trên đây là 18 hoành. Ở dưới dĩ nhiên là chắc ra 20 mấy đâu quý vị. Khá là bự nha. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ mã số 16 giao lưu giá 450. Rồi 450. Rồi xuống cây luôn. Mã số 17 chiều cao 65, cây này cũng quái luôn. Bè cái cò ngặt quá. Đo ở đây là 17 hoành. Đo hoành 17 á quý vị. À, quý vị nghe cái cò này ha. À, cò này bé ngặt luôn ha. Rồi, giao lưu bao nhiêu đem? Dạ mã số 17 này giao lưu giá 350. Cây bẻ ngặt ha, giá 350. Rồi, xuống cây luôn. Mã 18 chiều cao 60, hoành eo đo ngay đây là 21, hoành gửi tính 21 hoành. Rồi tay cành lực quý vị. Để đây. Đấy là cũng na ná hình thú đây quý vị. Hai bên chân chồm đầy đủ ha. Có đuôi có mình đầy đủ nè. Dáng này cũng tựa hình thú nè ha. Rồi giao lưu như đem? Dạ mã số 18 giao lưu giá 380. Rồi 380. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 19. 9. Tại cành đặc kẹo. Chiều cao 1m1. Hoành eo đo ngay đây là 24 hoành. Rồi hoành 24. Tại cành đặc luôn. Đây đế cũng hai nồi đế nè quý vị ơi. Một cây hai nồi nè. Đó hình thú ha. Rồi giao lưu như đem? Dạ mã 219 này giao lưu giá 1 triệu. Rồi 1 triệu nha quý vị. Rồi lên cây mới luôn. Mã 20 chiều cao 1m, hoành eo 24 hoành. Rồi hoành 24, em trực tay cành đều. Rồi xuống đế đây quý vị. Đấy cọng nào nó bự không đây. Rồi mình giao lưu như đem? Dạ mã 20 giao lưu giá 750. Rồi xuống cây luôn 750. Mã số 21. Rồi 21 đây. Chiều cao 1m, hoành eo đo ngay đây là 29 hoành. Hoành bự luôn quý vị, 29 luôn đâu quý vị ơi. Tay cành này giờ đã ok quá rồi ha. Tay cành bự là phân bố đều luôn. Mình bẻ ngắn.
có đuôi chân cẳng nhìn cũng tựa thú ha. Viên cây quá đây. Có đuôi giống như con cúm á. Thú cưng nhỏ ha. Mình được chán. Rồi, giao lưu như đây. Dạ mã 21 giao lưu giá 650. Cây đẹp giá 650 vậy, chở tới nhà luôn. Mã 22. Chiều cao 1m. Cái hoành 22 hoành. Rồi, hoành 22, tay cành cũng đều nè quý vị ơi. Tay cành này vừa chơi quá rồi ha. Rồi, để đây. Đó, để đặt qua đây. Rồi, giao lưu như đem. Dạ, cây 22 này giao lưu giá 380. Rồi, 380. Mã 23. Ba này bẻ cũng ngặt ở dưới nữa quý vị. Chiều cao 1m. Hoành 19 hoành. Rồi, 19 hoành. Đó, trên đây 19 hoành. Đó, bé đo cái mình nó có nhiêu em? Mình nó quý vị. Dạ là 25 rưỡi. Rồi, cái mình đó ha, nó cái hoành của nó luôn đó. Rồi, giao lưu như đẹp. Dạ, mã 23 này giao lưu giá 300. 300 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo. Mã số 24, còn chiều thủ cao 50. Hoành eo 19 hoành. Rồi, cái hoành có mình nó như cái gì? 19 ha. Đây, dáng hình thú đây ha. Rồi, giao lưu như đen. Dạ, mã 24 giao lưu giá 450. Rồi, 450. Rồi, xuống cây luôn. Mã 25. 25. Chiều cao 95. Hoành eo 23, hoành gửi tính 23 hoành. Rồi. Ta cành bự bự không à quý vị. Đây, cái này cái co bé cũng ngặt ha. Cái mình ngắn luôn. Để còn bự bự xe cũng đều nè quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã số 25 giao lưu giá 350. Rồi, 350. Mã số 26. Rồi, 26 đây quý vị. Chiều cao 90. Hoành eo đo ngay đây là 26 hoành. Rồi, 26 hoành. Tay cần xe đều. Rồi, củ đế luôn nha quý vị. Rồi, củ đế em nó đây. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã 26 này giao lưu 300. Rồi, xuống cây 300 ngàn. Mã 27. Rồi, 27 đây. Chiều cao 60. Hoành eo 24 hoành. Rồi. Này bẻ cái co cũng ngặt ngặt qua đây ha. Rồi, giao lưu như đem. Dạ, mã số 27 giao lưu giá 330. 330. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 28. Chiều cao 1m. Rồi, em nu đùi ếch. Hoành 26 hoành. Rồi, 26 hoành. Em nu đùi ếch nè quý vị. Quý vị thấy ha, trong thân nè. Đùi ếch đùi không quý vị. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 28 này giao lưu giá 450. Rồi, xuống cây luôn. Một em nuôi đùi ếch giá 450 ngàn. Mã số 29. Chiều cao tầm 1m1. Hoành eo đo ngay đây là 27 hoành. Rồi, hoành 27 quý vị. Rồi, xuống đế ha. Rồi, giao lưu như đem. Dạ, mã 29 này giao lưu giá 420. Rồi, 420. Mã số 30. Rồi, 30 lên luôn. Chiều cao 1m1. Hoành eo 26 hoành. Rồi, tay cành đẹp nè quý vị ơi. Cành lực mà phân bố đều luôn nè. Để đây.
Đây thì tứ diện ha, bốn mặt đủ, tay cành đẹp. Giao lưu nhiêu em? Dạ mã 30 này giao lưu giá 350. Rồi 350. Mã 31 chiều cao 90, hoành eo 23 hoành. Rồi hoành 23. Về cái gì mình trồng mình chỉnh cây này lên cho nó đứng lên nha quý vị. Cành đều ha. Này đúng thân khoai dựng nó lên vậy nè. Trồng sửa cái bầu nó lại. Đầu lên xíu nữa. Đó. Rồi đúng đường thân đó. Nó còn kéo lên đường thân cái gì mình xem lại ha, còn có gốc đế nè ha. Cò lắc nè. Nó dẻo gì dựng đứng lên vậy đó ha. Đó, đúng nó rồi đó ha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ mã 31 giao lưu giá 220. 220 ha, rồi. Mã 32. Rồi, 32 đây. Chiều cao 70. Hoành eo 22 hoành. Rồi, 22 hoành. Tay cành đặt kẹo luôn ha. Đây, cụm tay cành. Rồi, coi đế quý vị. Rồi, giao lưu như đây. Dạ mã 32 giao lưu giá 208. Rồi, 208 quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Mã 33 chiều cao 60. Hoành eo 20 hoành. Rồi, 20 hoành, tay cành đều luôn. Rồi, còn đế nó đây. Rồi, giao lưu như đây. Dạ mã 33 này giao lưu giá 200. Rồi, 200. Rồi, hình cây tiếp theo luôn. Mã 34. 34. Chiều cao 60. Hoành eo đo ngay đây là 23 hoành. Rồi, hoành 23. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ mã 34 giao lưu giá 300. 300. Rồi, mã 35 cũng là mã cuối clip của con. Chiều cao 70. Hoành eo 17 hoành. Rồi, tay cành đều luôn. Hoành 17. Để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ mã 35 giao lưu giá 180. Rồi, 180 nha. Hay là giống phát. Dạ, cuối clip mong muốn cô chú xem và ủng hộ con. Con cảm ơn cô chú. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.